Henay check-in 3 ngày không hết biển đẹp tại Bình Thuận. Khung cảnh đẹp, khí hậu mát mẻ, nhiều điểm vui chơi, thư giãn là những lý do khiến Bình Thuận thu hút du khách nghỉ dưỡng quanh năm, đặc biệt vào dịp hè. Cách thành phố Hồ Chí Minh chỉ vài giờ di chuyển, Bình Thuận nổi tiếng với vùng biển trong vắt và những bờ cát trắng trải dài. Với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, cung đường biển lôi cuốn, cùng văn hóa truyền thống đặc trưng, mảnh đất nắng gió và thú vị này là điểm du lịch hè hàng đầu cho tín đồ xê dịch. Ngắm hoàng hôn không tốn phí. Dốc hoàng hôn núi Cố. Dốc hoàng hôn núi Cố còn nổi tiếng với tên gọi dốc hoàng hôn Phan Thiết. Dốc hoàng hôn tại núi Cố là điểm ngắm hoàng hôn nổi tiếng ở Phan Thiết, thuộc phường Phú Hải. Khu vực này cung cấp tầm nhìn hùng vĩ về cảnh quan núi non và bờ biển, tạo nên không gian lý tưởng để thưởng thức vẻ đẹp của hoàng hôn. Qua những video và bức ảnh check-in của giới trẻ gần đây, địa điểm nhanh chóng thu hút du khách tìm đến. Thời điểm ngắm cảnh đẹp nhất ở dốc hoàng hôn núi Cố tầm 16 đến 18 giờ, lúc này trời mát dịu. Tuy nhiên, đây cũng là khoảng thời gian du khách tập đông nhất nếu muốn chụp những tấm hình chụp một mình ảo diệu. Bạn có thể cân nhắc đến sớm hơn. Bãi đá Ông Địa. Bãi đá Ông Địa là điểm check-in không thể bỏ lỡ khi du lịch Phan Thiết. Cũng tọa lạc tại phường Phú Hải, cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 10 km, bãi đá Ông Địa thu hút nhiều du khách bởi phong cảnh hoang sơ, những mỏm đá nhô ra ngoài mặt biển xanh. Khi đến đây, du khách cần gửi xe ở bên trên và có lối xuống bãi đá. Hai bên đường mòn có rất nhiều khối đá to lớn. Kỳ lạ, quanh năm sóng đánh tạo nhiều hình thù độc đáo. Vào buổi sáng hay buổi chiều, tại bãi đá Ông Địa đều có những hoạt động riêng. Nếu đến vào buổi sáng, du khách được thỏa thích ngâm mình dưới biển. Làn nước tại đây trong sạch, không có sỏi và lòng biển thấp thoải, êm sóng. Buổi chiều, khi thủy triều rút xuống là thời điểm ngắm bãi đá Ông Địa rõ nhất, bãi cát mịn cũng dần lộ ra để du khách đi dạo trong ánh hoàng hôn. Ngoài ra, trải nghiệm câu cá, bắt hàu với người dân địa phương và nhóm củi khô để nướng ngay trên bãi cát cũng là một trải nghiệm đậm chất miền biển. Chỉ có tại bãi đá Ông Địa. Theo người địa phương kể lại, trước đây có một tảng đá hình dạng giống Ông Địa đang ngồi nhìn vào đất liền, nên người dân lấy đó làm tên cho bãi đá. Nơi đây mang lại giá trị tinh thần, niềm tin an lành cho người dân làng chài và những cánh thuyền vượt biển ra khơi. Đón mùa hè sôi động ở đảo. Đảo Phú Quý. Phú Quý hấp dẫn du khách nhờ vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ, con người thân thiện. Huyện đảo Phú Quý cách thành phố Phan Thiết khoảng 110 km, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 200 km. Những năm gần đây, Phú Quý được xem là điểm đến chữa lành và hút giới trẻ bậc nhất trên bản đồ du lịch. Thời điểm tốt nhất để du lịch Phú Quý là mùa khô, đẹp nhất từ tháng 3 đến tháng 6. Hòn đảo vừa có vẻ hùng vĩ của thiên nhiên, vừa có nhiều dịch vụ du lịch thú vị như chèo súp, lặn biển ngắm san hô, cánh đồng điện gió Phú Quý, dốc phượt, cây cô đơn, dinh mộ thầy, núi cao cát, gành hang là top các điểm check-in không thể bỏ lỡ khi bạn đến hòn đảo này. Đảo Hòn Câu. Tuy diện tích khá nhỏ, hòn đảo này vẫn thu hút nhiều du khách tìm đến bởi những nét đẹp nguyên sơ mà ít hòn đảo ở Việt Nam còn giữ được. Với địa hình bán hoang mạc, chủ yếu là nhiều cây bụi thấp, cù lao câu, hay còn gọi là hòn câu, thuộc huyện Tuy Phong mang cái nắng, cái gió đặc trưng của khí hậu vùng biển Nam Trung Bộ. Cù lao câu được thiên nhiên ban tặng những bãi cát trắng mịn, nước biển trong xanh nhìn rõ đấy. Bao quanh cù lao câu là thềm san hô dài khoảng 2 km, được bảo tồn khá nguyên vẹn với 234 loại san hô đủ màu sắc rực rỡ. Hòn đảo này cũng chính là khu bảo tồn biển Hòn Câu, nơi mỗi năm chào đón những chú rùa biển về đây sinh sản. Tại đây có những mô hình rùa biển và các loại cá nhiều màu sắc được làm thủ công. Đến đây, du khách còn có thể bơi lội, lặn ngắm thế giới sinh vật biển trù phú, cắm trại bên bờ biển, tận hưởng bình minh và hoàng hôn ở đảo. Nằm trên những tảng đá ngắm nhìn bầu trời đầy sao, lắng nghe sóng vỗ. Khách cũng sẽ có hành trình dạo quanh đảo tham quan, chụp ảnh tại một số địa danh có tên đặc biệt như Bãi Tiên, Hang Tình Yêu, Bãi San Hô, Bãi Cá Suốt, Hang Yến, Hang Ba Hòn. La cà trên cung đường biển. Cung đường diện tích 716. Diện tích 716 là một trong những cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam. Đến Bầu Trắng.
du khách đi qua diện tích 716, một trong những cung đường đẹp và ấn tượng nhất Bình Thuận. Men theo những triền cát hoang sơ, con đường trải nhựa phẳng lì với những vạch sơn trắng kéo dài tít tắp không chỉ khiến du khách trầm trồ mà còn trở thành cảm hứng để sáng tạo những bức hình check-in chất lượng. Làng chài Mũi Né. Làng chài Mũi Né là nơi bạn có thể cảm nhận rõ nhịp sống xứ biển Bình Thuận. Khi đến làng chài Mũi Né, du khách có thể ngắm nhìn hàng trăm tàu thuyền đánh cá đủ màu sắc, thưởng thức hải sản tươi ngon mới đánh bắt vào bờ và còn được tìm hiểu văn hóa Chăm với công trình kiến trúc độc đáo. Check-in đồi cát, bãi biển đặc biệt nhất Việt Nam. Đồi cát Mũi Né. Tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận đồi cát Mũi Né thay đổi hình dạng tự nhiên nhiều nhất cả nước. Đồi cát Mũi Né trải dài từ Bình Thuận đến Ninh Thuận, còn được gọi là đồi cát bay. Ở tiểu sa mạc này, những cơn gió cuốn theo hạt cát tạo thành nhiều hình thù kỳ thú trên mỗi ngọn đồi. Với sự chuyển màu độc đáo, đồi cát bay là điểm vui chơi đậm chất nhiệt đới không thể bỏ qua ở Mũi Né. Du khách đến đây có cơ hội trải nghiệm trượt trên cát, chiêm ngưỡng hình dáng, màu sắc, độ tương phản ở từng thời điểm khác nhau. Sáng sớm hoặc chiều tà là lúc thích hợp để bạn ghé đồi cát này, nên tránh buổi trưa vì nhiệt độ lên cao, có thể gây rát chân. Bãi biển Cổ Thạch. Bãi đá Cổ Thạch là bãi đá có hình dạng, màu sắc nhiều nhất Việt Nam. Bãi biển Cổ Thạch ở xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, cách thành phố Phan Thiết 90 km. Đến đây, du khách sẽ được vẫy vùng trong làn nước biển xanh hay đi dạo trên những bãi đá đầy màu sắc với hình thù khác nhau trải đầy theo chiều dài bãi biển. Bãi đá dưới chân chùa Cổ Thạch còn có tên khác là bãi Cà Dược hay bãi đá Bảy Màu. Bãi đá trải dài hơn 1 km, gọi là Bảy Màu nhưng thực tế đá cuội ở đây có rất nhiều màu sắc khác nhau. Thủy triều cùng những con sóng hàng nghìn năm đã mài nhẵn các viên đá cuội với vô số hình hài, hoa văn độc đáo tạo khung cảnh ấn tượng.